Ai ngày hôm nay đã ngồi tại đây để cùng nhau chiêm ngưỡng những khoảnh khắc. Lát nữa chúng ta sẽ đón pháo hoa để chào đón một năm mới. Vâng, và hôm nay thì chúng ta trùng phàng vỗ tay thật là lớn để chào đón năm mới Giáp Tuất năm 2024 ạ. Dạ, và tiếp sau đây thì sẽ là một tiết mục múa, một ca khúc múa được mang tên Tết Đến Xuân Về của vũ đoàn New Line đến từ Bình Châu. Xin mời quý vị chiêm ngưỡng ạ. Còn một cái nữa.